Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một nội dung, và nội dung này là một nội dung rất quan trọng. Và nếu các bạn hiểu được cái nội dung này thì các bạn sẽ có một cái tầm nhìn lớn hơn rất là nhiều, và các bạn sẽ biết quyết định của các bạn ngày hôm nay khi các bạn có duyên với Internet thì đó là một điều may mắn. Cho nên là cái bài này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái nội dung đó. Ok chưa? Trước khi bắt đầu thì Minh Lâm duyệt người cho anh cái nha. Dạ. Thì tại sao á tôi lại chia sẻ cái đề tài này? Bởi vì các bạn đều biết rằng chúng ta đang sống trong một cái thế kỷ, trong một cái thời đại, một cái thời đại mà giao thoa, thời đại giao thoa giữa thời đại công nghiệp và thời đại thông tin. Thì tôi chia sẻ cái điều này để cho các bạn rõ này. Thì thời đại công nghiệp. Thời đại thông tin. Đấy. Chúng ta đang sống giữa hai cái thời đại công nghiệp và thời đại công thông tin. Thời đại công nghiệp thì các bạn biết rằng là nó đại diện cho những thứ nó thuộc về, các bạn thấy không? Các bạn thấy là ở cái thời đại công nghiệp này á là nó gần như nó gắn với thế kỷ 20. Nó gắn với thế kỷ 20. Thì những cái quốc gia, cái phương thức lao động nó khác đi. Cái phương thức lao động nó khác đi. Thì người ta sử dụng rất nhiều những cái gọi là thiết bị hay là con người mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Các bạn đó nhìn thấy được. Ví dụ ở thời đại công nghiệp này thì các bạn thấy là chẳng hạn như các bạn thấy là những cái máy móc thiết bị, những cái máy móc này, máy móc thiết bị của Nga, các máy móc thiết bị của Nga, hay là những cái phương tiện, những cái phương tiện giao thông to lớn giống như kiểu là Titanic. Titanic đấy, ở cái thời đại công nghiệp, có một thời đại trước cái thời đại công nghiệp này, đó là thời đại như kiểu là săn bắn đấy, săn bắn đấy, thời đại săn bắn. Sau đó bắt đầu mới đến thời đại công nghiệp, thời đại công nghiệp. Sau bắt đầu mới đến đó là gì? Đó là thời đại thông tin. Thì ở cái thời đại công nghiệp này này, thì nó có một đặc điểm đó là những gì, mà chúng ta nhìn thấy á, nhìn thấy thì là to, đúng không? Là to lớn. Ok chưa? Những gì mà chúng ta nhìn thấy là to lớn. Các bạn thấy không? Những gì mà chúng ta nhìn thấy là to lớn. Đó là thời đại công nghiệp. Ví dụ như là các máy móc thiết bị của Nga chúng ta thấy nó rất là lớn. Hay là những cái con tàu Titanic chúng ta thấy nó rất là lớn, đúng không? Hay là những cái tòa nhà nó rất là lớn, rất là khổng lồ. Đó thì cái đặc trưng của thời đại công nghiệp ấy, đó là gì? Đó là tập trung vào những gì mà chúng ta nhìn thấy. Thì người ta, những thứ khổng lồ là đều được nhìn thấy hết. Mọi người rõ không? Những thứ mà khổng lồ, những thứ mà to lớn ấy, là được nhìn thấy cả. Thì đó là đặc trưng của cái thời đại công nghiệp.
đặc trưng của những cái thời đại công nghiệp. Vậy thì ở cái thời đại thông tin á thì nó khác, và cái thời đại thông tin này nó bắt nguồn từ đó là internet, nó bắt nguồn từ, mọi người nhớ nhá, đó là nó bắt nguồn từ đó là internet, ok chưa? Và nó tập trung vào đó là gì? Đó là những thứ không nhìn thấy, những thứ không nhìn thấy đấy, những thứ không nhìn thấy, đúng nào, những thứ không nhìn thấy, những thứ không nhìn thấy. Vậy thì ở cái thời đại thông tin này thì cái mọi thứ nó đã khác cái thời đại công nghiệp, bởi vì cái thời đại công nghiệp là cái gì lớn là nó lộ ra hết, mọi người rõ ạ, một công ty lớn nó cũng lộ ra cả, một con tàu lớn nó cũng lộ ra cả, một doanh nghiệp lớn nó cũng lộ ra hết. Tức là ở thời đại công nghiệp là tất cả những gì to lớn nó đều lộ ra cả, cho nên là những gì mà chúng ta nhìn thấy thì mới là to lớn, thì là đặc thù của thời đại công nghiệp này, các bạn nhớ đây, đặc thù của thời đại công nghiệp, những gì mà chúng ta nhìn thấy thì là to lớn, mọi người rõ điều này chưa? Đấy, nhưng ở thời đại thông tin á thì những gì mà chúng ta không nhìn thấy á, những gì mà chúng ta không nhìn thấy thì mới là to lớn. To lớn, mọi người rõ điều này không ạ? Thì mọi nó đã thay đổi rồi, đúng, những gì mà chúng ta không nhìn nhìn thấy á nó mới là to lớn, mọi người rõ đấy. Vậy thì ví dụ như là, ví dụ nhé, như là một hệ thống con người, hệ thống con người, các bạn biết một hệ thống con người trong của một cái công ty, của một công ty, của một công ty, một công ty MLM đi đấy, thì ví dụ một công ty chẳng hạn như là Amway đi. Các bạn chỉ biết trụ sở của họ, nhưng các bạn không thể biết được quy mô của tập đoàn họ lớn như thế nào à? Hay là công ty Herbalife đi, đó là những cái công ty mà các bạn chỉ biết biết trụ sở nhưng bạn không biết quy mô con người của họ như thế nào cả, và họ có mặt trên 190 quốc gia, đó là điều rất là khủng khiếp. Hay là những cái công ty ty trên internet, net giá trị hàng tỷ đô la, đúng ạ, những cái công ty trên internet có giá trị hàng tỷ đô la. Hay là những cái hệ thống ngầm internet, hệ thống ngầm ngầm trên internet. Và thì bây giờ mình hỏi các bạn, đó là ví dụ như một một công ty hệ thống con người là MLM đi, chúng ta có nhìn thấy cái sự khổng lồ của nó không? Không đúng không ạ? Rồi một công ty trị giá hàng tỷ đô la trên internet, chúng ta có nhìn nhìn thấy sự to lớn của nó không? Có nhìn thấy sự khổng lồ không? Nhìn thấy sự khổng lồ, đúng không? Đấy, chúng ta không thể nhìn thấy sự khổng lồ. Chính vì lý do như vậy á, cho nên các bạn nên nhớ là gì? Ở thời đại không công nghiệp thì những gì mà chúng ta nhìn thấy thì là khổng lồ. Mọi người rõ điều này không? Đó. Và ở thời đại thông tin thì những gì mà chúng ta không nhìn thấy mới là to lớn và khổng lồ. Mọi người rõ điều này chưa? Vậy thì chúng ta đang sống trong một cái thời đại, đó là thời đại thông tin, sống trong thời đại thông tin. Cho nên là những gì mà chúng ta không nhìn thấy thì nó mới khổng lồ. Cho nên á, tại sao ví dụ như là anh Đỗ Đức Hoàng hay anh Minh Lâm hay anh Xuân Lợi hay là rất nhiều người trẻ ở Việt Nam này hay là rất nhiều người trẻ trên thế giới này, họ có một hệ thống công ty, họ có một hệ thống mang lại cái thu nhập cho họ, nhưng mà tại sao một người nó khi nói một người về điều đó người ta không tin? Các bạn có biết vì sao không ạ? Bởi vì họ có tư duy của cái gì? Bởi vì họ có tư duy
Bởi vì họ có tư duy gì đấy, gì đấy, gì đấy. Bởi vì họ có tư duy. Thời đại công nghiệp. Đúng rồi. Thời đại Đúng rồi. công nghiệp. Đấy, bởi vì họ có cái tư duy thời đại công nghiệp, đúng nào? Ừ. Tư duy thời đại công nghiệp. Ừ. Và những người mà họ đã sống ở thời đại thông tin và họ biết được thời đại thông tin họ nên tập trung vào cái gì thì họ cái tư duy của thời đại thông tin. Ok, được chưa? Thời đại thông tin. Vậy thì ở cái thời đại thông tin này á, khi mà một người chẳng hạn như là anh Đỗ Đức Hoàng, hay là chẳng hạn như là anh Minh Lâm, hay anh Xuân Lợi, hay anh Sơn Đặng đi. Ừ. Có những người bạn mà họ chưa tham gia vào lĩnh vực này, nhưng mà để nói mình để chia sẻ với họ về những gì mà các bạn đang có, những gì mà các bạn đang làm, thì những người mà có cái tư duy thời đại công nghiệp họ có hiểu không? Họ rất khó để hiểu. Đúng ạ. Bởi vì họ đang có một cái tư duy của thời đại công nghiệp thì làm sao mà họ hiểu được những gì mà chúng ta đang đang làm, những gì mà chúng ta đang thấy. Chúng ta đang tập trung vào những thứ không nhìn thấy thì người ta lại tập trung vào những thứ mà nhìn thấy, đúng không ạ? Đấy, thì đây là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn rõ được là chúng ta đang ở đâu. Cho nên á, nếu ngày hôm nay bạn đang cố giải thích cho những người ở cái thời đại công nghiệp, có tư duy thời đại công nghiệp ạ, hiểu được cái tư những gì mà chúng ta đang làm thì nó là một điều rất là khó, và đó chính là lý do tại sao của sự mâu thuẫn. Và từ đây các bạn cũng hiểu được rằng nguồn gốc của mọi sự mâu thuẫn là ở những cái góc nhìn khác nhau thôi, chứ không phải là ai đó mong muốn như đó như vậy đâu. Mọi người rõ điều đó chưa? Đấy. Vậy thì tại sao tôi lại chia sẻ điều này cho các bạn? Bởi vì nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện. Nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện, đó là gì? Đó là một người bạn của mình sống ở thành phố Vinh. Thì bạn này á, thì bạn ấy gọi là có một cái chung cư ở đường Phùng Chí Kiên này, Hà Huy Tập, thành phố Vinh này, và có cái tòa nhà là 4 tầng với 13 phòng cho thuê, và thu nhập một tháng là 35 triệu. Mọi người rõ không ạ? Đấy, và giá trị đó là 16 tỷ. Thì ở đây nhá, thì chúng ta hiểu nôm na đó là gì? Đó là bạn này, bạn ấy gọi là có một cái tài sản, cái bất động sản, được chưa? Bất động sản. Sản là trị giá là 16 tỷ. Đúng không? Trị giá là 16 tỷ. Và nó đưa lại cho một cái dòng tiền. Dòng tiền là 35 triệu trên một tháng, được chưa? Đấy, các bạn nhớ cái thông tin này. 35 triệu trên một tháng. Vậy thì từ cái bài bài viết này và từ cái câu chuyện này á, thì nó đưa lại cho tôi một cái ý tưởng, đó là tôi muốn chia sẻ các bạn cái chủ đề này, và tôi muốn cái chủ đề này đến với các bạn để các bạn hiểu được những gì mà các bạn đang làm. Thì các bạn đều biết rằng á, là một cái bất động sản nó là một cái tài sản, đúng không? Một cái tài sản. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể tự do được? Thì các bạn thấy rằng á, để tự do, đúng không? Để tự do thì bằng đó là cái thu nhập thụ động, đúng không? Thu nhập này, thụ động này, động trừ đi chi phí của gia đình ấy, lớn hơn không, lớn hơn không, đó gọi là cash flow dương, thì lúc đó chúng ta sẽ tự do. Vậy thì cái bất động sản này nó là một trong những cái để tạo ra thu nhập thụ động thôi. Mọi người rõ chưa? Ừ, đó là một trong những cái mà tạo ra thu nhập thụ động thôi. Đó, để giúp cho chúng ta có được cái tự do thôi. Vậy thì bây giờ đặt ra một trường hợp.
Làm thế nào để chúng ta có được cái tài sản, đúng không? Làm thế nào để có được, đó là tài sản, đúng không? Làm thế nào có được tài sản? Đấy, làm thế nào có được tài sản? Là đây đây, tài sản đấy. Ừ, làm thế nào để có được tài sản đây đây. Chờ mình chút nha, mình sẽ vẽ cái này để cho các bạn rõ nha. Thì đây này là thu nhập. Thu nhập đúng không? Đấy. Đây này là chi phí này. Cột chi phí này, cái này thì tôi đã nói nhiều về cái này rồi và để chúng ta đó làm báo cáo kế hoạch rồi. Ừ. Đây là bảng cân đối thu chi. Còn đây là bảng cân đối kế toán. Đây là tài sản này. Được chưa? Tài sản là những gì chúng ta sở hữu và chúng ta không cần phải làm việc và nó vẫn sinh ra thu nhập cho chúng ta thì nó là tài sản, được chưa? Còn đây là tiêu sản, là đây là nợ này. Nợ là những gì mà chúng ta sở hữu và chúng ta không làm việc nhưng mà nó vẫn ăn cái chi phí của chúng ta, được chưa? Thì tài sản là gì? Đây các bạn nhìn 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 đây nhé. Tài sản là những gì mà chúng ta không làm việc nhưng nó vẫn đưa lại cái thu nhập của chúng ta ở đây này. Đó, thì đây gọi là tài sản này. Được chưa? Đấy. Và chi phí là gì? Nợ là gì? Là những gì không chúng ta không làm việc nhưng nó đưa lại cái chi phí ở đây này. Được chưa? Đó, nó gọi là chi phí này. Được chưa? Vậy thì tài sản nó bao gồm những cái gì? Tài sản nó bao gồm nó là gì? Đó là bất động sản. Được chưa? Thứ hai, đó là tài sản giấy. Giấy là cổ phiếu rồi các kiểu á. Ừ. Thứ ba đó là doanh nghiệp. Doanh nghiệp, được chưa? Ừ. Đó, nó là doanh nghiệp. Vậy thì khi nào á mà thu nhập từ cái tài sản này, thu nhập từ tài sản này, đến từ thu nhập này mà lớn hơn tổng chi phí này, thì khi đó freedom. Vậy thì những người mà họ mong muốn tự do á, thì họ luôn luôn nghĩ cách để xây dựng cái cash flow từ cái tài sản này, tức là làm sao để có nhiều cái thu nhập thụ động này lớn hơn chi phí này để họ tạo ra cái sự tự do của họ, nó đến từ đó. Thì tôi muốn nói cái điều này để các bạn gợi nhớ lại cái bảng báo cáo tài chính cá nhân của mỗi người á, thì các bạn tiện theo dõi, ok chưa? Và thì làm thế nào để có được tài sản? Thì có hai cách để chúng ta có được tài sản. Cách thứ nhất đó là chúng ta mua, được chưa? Mua có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày hôm nay các bạn bỏ ra 16 tỷ và mua cái căn chung cư này và các bạn có được thu nhập thụ động là 35 triệu một tháng. Được chưa? Và cách thứ hai đó là bạn xây dựng. Các bạn xây dựng, được chưa? Xây dựng. Xây dựng có nghĩa là gì? Xây dựng có nghĩa là ví dụ ngày hôm nay là bạn Minh Lâm đi, bạn có thu nhập thụ động 10.000 đô một tháng. Vậy thì có phải cái đó, có phải là bạn ấy mua không, là bạn ấy xây dựng lên? Bạn ấy mua hay bạn ấy xây dựng lên ạ? Bạn ấy xây dựng lên đúng không? Hay là các bạn có một cái doanh nghiệp, có một doanh nghiệp đi, thì các bạn xây dựng lên đúng không? Ừ, các bạn xây dựng lên. Đó. Hay là các bạn có một cái hệ thống nào đó thì các bạn đều phải xây dựng lên. Cho nên là có hai cách để các bạn có được thu nhập thụ động, được chưa? Ừ. Có được thu nhập thụ động được đường nào? Cách thứ nhất đó là chúng ta mua, giống như bỏ 16 tỷ và mua được 35 triệu. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta xây dựng, giống như anh Minh Lâm, anh ấy có thu nhập thụ động một tháng là 10.000 đô đi, vậy thì anh ấy phải xây dựng lên đúng ạ? Rồi nhưng cái quan trọng mà chúng ta phải nhìn thấy ở đây là như thế này này. Cái quan trọng ở đây là chúng ta nhìn thấy đó là chúng ta hãy quan sát về giá. Ừ. Hãy quan sát về
giá, cái giá, cái giá để có được thu nhập thụ động nha. Thứ nhất các bạn quan sát đây một chút này, đó là chúng ta làm một tính toán nhé, 16 tỷ được chưa, tỷ, và tạo ra được chưa, tạo ra là 35 triệu thụ động đúng không? Tiền tháng được chưa? Vậy thì bây giờ chúng tôi đặt ra một cái trường hợp đó là gì? Tôi đặt ra một trường hợp đó là x x tỷ được chưa? Tạo ra cái thu nhập đó là gì? Tạo ra thu nhập 250 triệu, tức là 10.000 đô đó, 10k đô, k đô là 250 triệu này. 250 triệu trên tháng. Vậy thì hãy tìm x, hãy tìm x bằng bao nhiêu? Tính nhanh đi, mọi người tính nhanh đi, x trên x bằng bao nhiêu? Cái gì bằng bao nhiêu ạ? Cái gì bằng bao nhiêu? Ừ. Mọi người tính nhanh nào. Sao không tính được à? Hai năm mươi này nhân với lại 16 này, chia này 35 này bằng bằng bao nhiêu các bạn biết không ạ? X sẽ bằng đó là 114, các bạn rõ chưa? X trên chiếc này sẽ bằng 114, có nghĩa là dựa theo cái giá trị ấy, thì các bạn thấy rằng ngày hôm nay nếu một người họ có 16 tỷ để tạo ra thu nhập là 35 triệu một tháng. Nhưng nếu ngày hôm nay chẳng hạn một người trong cộng đồng của chúng ta đang có thu nhập thụ động là 10.000 đô lên một tháng, có nghĩa là 250 triệu, thì anh ta đang còn sở hữu một cái giá trị, đó là đang sở hữu một cái giá trị tương đương, mọi người nhớ nha, một cái giá trị tương đương là 114 tỷ. Các bạn có thấy khổng lồ, đây là một cái con số rất khổng lồ và đây là tảng băng chìm mà rất ít người nhìn thấy, mọi người rõ không ạ? Và đây là tảng băng chìm và các bạn nhìn thấy, và để đạt được điều này thì chúng ta xây dựng nó đúng không, thì chúng ta xây dựng lắm xây dựng nó. Vậy thì ngày hôm nay có hai cách để chúng ta đạt được điều này. Cách thứ nhất đó là chúng ta bỏ tiền để mua, thì giống như các bạn bỏ tiền ra để các bạn mua một cái tài sản mà chúng ta nhìn thấy. Hai là các bạn xây dựng một cái tài sản trên online. Hai là các bạn xây dựng một cái tài sản trên online. Vậy thì ngày hôm nay cái giá để các bạn có được ạ, nó là một cái nó quá là khổng lồ. Mọi người rõ điều này không ạ? Vậy thì ngày hôm nay các bạn đang có một cái thu nhập thụ động là 2.000 đô, giống như bạn Mạnh hôm trước có chia sẻ là thầy ơi, em có thu nhập thụ động là 2.000 đô rồi. Đó, hay là những người khác chia sẻ là em có thu nhập là 10.000 đô rồi, với 15.000 đô rồi, thì các bạn thấy nó to lớn như thế nào đúng không ạ? Tại sao những người mà họ có cái tư duy thời đại công nghiệp ạ, nhìn thấy á, thì họ thấy những con số đó là những con số khó tin, là bởi vì họ họ tin vào những thứ họ nhìn thấy, chứ họ không có một cái tư duy của những thứ mà họ không nhìn thấy. Cho nên chính vì lý do như vậy cho nên là tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này để các bạn nhìn thấy được rằng nó to lớn như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay nếu mà bạn có một cái thu nhập thụ động, chẳng hạn như bạn có một cái thu nhập thụ động đi, được chưa? Là
20.000 đô một tháng, 20k đô. Đây này, k đô này, tiền tháng thụ động này. Ừ, đấy. Hay là 30k đô. Ừ, được chưa? 30k đô này, tiền tháng thụ động này. Ừ. Đó, hay là thậm chí có thể là 3k đô. Được chưa? 3k đô. Ừ, tiền tháng. Thì mà các bạn biết nó như thế nào. Nếu mà 20.000 đô thì nó sẽ gấp đôi. 20.000 đô thì nó sẽ tương đương với lại là gấp đôi, có nghĩa là 228 tỷ, đúng không? 228 tỷ, ok chưa? Ừ, đấy, 228 tỷ và tạo ra cái thu nhập với 30 đô, 30. Còn 3, 3 thì chúng ta sẽ tôi tính tính 3 thôi nhá. 3 nhân 16, 3 nhân 16 chia 35. À, không phải 3 mà 60. 70 đi. 70 chia 16 nhân nhá. 70 nhân 16 chia 35 bằng 32 tỷ. Được chưa? 32 tỷ. Đấy. 32 tỷ. Đó. Và tạo ra thu nhập như vậy. Vậy thì ngày hôm nay đơn giản đó là bạn có quyền, đó là bạn hoàn toàn có khả năng. Bạn bây giờ chúng ta sẽ nói về nhé. Vậy thì trong cộng đồng Arsenal này, Arsenal đó, ví dụ anh Minh Lâm, được chưa? Anh Minh Lâm, anh có thu nhập thụ động là 10.000 đô một tháng, ví dụ ạ, 1.000 đô trên một tháng. Đấy. Rồi anh Hoàng, đúng không? Rồi anh Lợi. Rồi anh Phúc Crit. Rồi anh Nhâm. Anh Nhâm. Rồi anh Mạnh. Vậy thì những người này á, họ đang sở hữu những cái thu nhập thụ động. Họ đang sở hữu những cái thu nhập thụ động như vậy. Và rất hàng trăm người có cái thu nhập thụ động như vậy thì các bạn biết đó là một cái điều rất tuyệt vời, đúng không nào? Ừ. Đó là một điều rất tuyệt vời và ngày hôm nay bạn hoàn toàn có thể, mọi người nhớ nhé, ừ, bạn hoàn toàn có thể xây dựng cái tài sản trên internet để tạo ra cái thu nhập khổng lồ, được chưa? Cái thu nhập khổng lồ để đạt được sự tự do. Đấy, thì đây là cái cốt lõi nhất mà ngày hôm nay các bạn có thể nhìn thấy qua cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì đó là nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái buổi sáng ngày hôm nay.